Thưa quý vị, tình đầu luôn là điều thiêng liêng, đẹp đẽ nhất với vô vàn những cảm xúc ngây thơ, dại khờ và sự khát khao, cuồng nhiệt của tuổi trẻ. Chính vì những điều đó mà tình đầu luôn khiến cho con người ta nhớ nhất và khó có thể nào quên được. Khi trưởng thành, cho dù có trải qua bao nhiêu mối tình thì cảm giác đó cũng sẽ không bao giờ có lại được. Đầu năm 2020, trong một lần đi chơi, Duy gặp Thủy. Ban đầu, Duy không có ấn tượng gì đối với cô bạn mới quen này. Tuy nhiên, trong những lần tiếp xúc về sau, Thủy càng bộc lộ là người dễ thương nhưng cũng rất bạo dạn và hoạt ngôn, khiến cho trái tim Duy rung động. Tuy nhiên, Duy vốn là người e dè, tuy bắt đầu thích nhưng cũng ngại chẳng dám bắt chuyện, mà đôi khi chỉ lén nhìn Thủy từ một góc nào đó rồi cười mỉm. Nhưng cũng chính sự e dè, ngại ngần và có chút bẽn lẽn của chàng trai mới lớn đã khiến cô bé xinh xắn để ý, rồi siêu lòng lúc nào không hay. Mặc dù cả hai người đều có cảm tình với nhau, nhưng không ai dám nói với ai một lời nào. Trong một lần đi chơi cùng đám bạn, Duy chở Thủy trên chiếc xe đạp điện cũ kỹ. Lúc nói chuyện, Duy đã không giấu nổi tình cảm của mình mà thổ lộ với Thủy là đã thích Thủy từ lâu. Nói xong thấy Thủy im lặng, lúc ấy Duy đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị từ chối. Vì Duy cho rằng một cô bé dễ thương như thế thì không thể nào chấp nhận lời yêu của mình. Nhưng ngược lại những suy nghĩ ấy, chỉ sau một lát im lặng, Thủy bất ngờ ôm Duy và nói, em cũng yêu anh. Niềm vui vỡ òa đối với đôi bạn trẻ. Sau lần đó, hai người thường xuyên hẹn hò với nhau hơn. Tình cảm đó của đôi tình trẻ luôn được bạn bè ủng hộ hết mình. Chuyện tình của Duy và Thủy sẽ mãi đẹp nếu không có cái lần hẹn hò định mệnh ấy, khi cả hai cùng đi sinh nhật một người bạn. Chiều hôm đó, Duy rủ Thủy đi sinh nhật cùng cho vui. Sau một hồi cà phê, hát karaoke và nhậu, hơn 10 giờ tối, Duy định đưa Thủy về sớm vì sợ nếu về khuya bố mẹ Thủy sẽ mắng. Nhưng do ham vui, Thủy không đồng ý, cố nài nỉ ở lại thêm lát nữa. Cho đến khi tiệc tan là đã hơn 11 giờ đêm. Đến lúc này, Thủy mới sợ khi về nhà bố mẹ sẽ mắng. Duy đèo Thủy được một đoạn thì cô bảo với Duy rằng hãy thuê nhà nghỉ ngủ lại một đêm, vì nếu về nhà lúc này thì chắc chắn sẽ bị bố mẹ đánh mắng. Xót lòng nghĩ thương người yêu nên Duy đã chấp nhận. Khi đến nhà nghỉ, Duy ngại ngần nhưng Thủy mạnh dạn kéo vào và nói, có gì đâu mà sợ. Vậy nên Duy cũng tặc lưỡi mà đi theo. Rồi tối đó, cả hai đều nhắn tin về nhà, báo rằng mình ngủ qua đêm ở nhà bạn. Vì là lần đầu tiên ở trong phòng vắng cùng người yêu, tất nhiên trai trẻ như Duy sao tránh khỏi chuyện nao lòng. Sau một hồi nói chuyện vui vẻ, Thủy chợt mạnh dạn, nũng nịu rủ người yêu ăn trái cấm. Ban đầu, Duy không chấp nhận vì nghĩ mình vẫn còn quá nhỏ để vượt qua giới hạn, nhưng trong căn phòng trống vắng, chỉ có hai người bên nhau. Trước sự bạo dạn của bạn gái cùng với hơi men đã ngấm vào sự tò mò của bản thân, rồi cuối cùng, Duy cũng không thể làm chủ được bản thân mình nữa, để rồi sau đó, đôi bạn trẻ đã có một đêm vô cùng gần gũi với nhau. Sau đêm hôm đó, cả hai đều có cảm giác, nhưng không thể rời xa nhau được nữa. Sáng hôm sau khi trở về nhà, Thủy bị bố mẹ mắng té tát vì con gái mà lại đi chơi qua đêm không xin phép. Không những không cảm thấy ân hận, Thủy còn lớn tiếng cãi lại, tự cho rằng mình đã lớn, không cần cái gì cũng phải xin phép bố mẹ. Không ngăn được cơn tức giận, trước những lời hỗn láo của con, mẹ của Thủy đã tát Thủy một cái vào má. Sau khi ăn một cú tát trời giáng, Thủy đã khóc lóc và chạy đi tìm người yêu, rồi kể lại mọi chuyện với Duy. Sau khi nghe Thủy kể lể, Duy liền khuyên người yêu nên trở lại nhà để xin lỗi bố mẹ, nhưng Thủy lại không đồng ý. Không chỉ thế, Thủy cố vòi vĩnh, đòi người yêu thuê phòng trọ ở chung vì không muốn trở về nhà. Với suy nghĩ non nớt đó của Thủy và tình yêu mù quáng của Duy, thế là cả hai người cùng trốn gia đình để được gần bên nhau. Trong suốt những ngày này, Thủy đã nhiều lần khuyên Duy chuyển chỗ ở vì sợ bố mẹ phát hiện. Dù cố gắng thay đổi chỗ ở nhiều lần, nhưng cuối cùng, hai người vẫn bị bố mẹ Thủy tìm ra. Thủy được bố mẹ đưa về nhà, còn Duy phải thất thểu trở về gia đình một mình. Sau lần đó, Thủy bị bố mẹ quản chặt hơn. Hai đứa trẻ rất ít khi được gặp nhau, nhưng vẫn nhắn tin đều đặn, nhưng tình cảm thì không hề thay đổi. Trong đầu Duy cứ ngỡ rằng lúc bố mẹ Thủy hết giận thì hai đứa sẽ trở lại bình thường như trước đây. Tuy nhiên, không lâu sau đó, Duy ngỡ ngàng khi bị công an triệu tập lên làm việc với lý do giao cấu với trẻ chưa thành niên. Tại cơ quan công an, Duy đã cúi đầu thành khẩn khai báo mọi việc. Duy chia sẻ, trong lúc yêu nhau, em không hề biết người yêu chưa được 16 tuổi, bởi Thủy dậy thì khá sớm và phát triển như một người lớn. Khi bị bắt, các anh công an bảo bởi em quan hệ khi Thủy chưa được 15 tuổi và bị gia đình tố cáo nên mới bị bắt. Duy luôn miệng nói với chúng tôi, em và cô ấy yêu nhau mà. Từ trước đến nay, Duy luôn là người chăm chỉ trong công việc với hy vọng chăm lo được cho gia đình. Thế nhưng, vòng xoáy của cuộc sống mưu sinh cứ thế cuốn Duy đi mãi. Từ nhỏ đến lớn, Duy chưa bao giờ để ý hay yêu một cô gái nào. Thủy chính là mối tình đầu và cũng là mật đắng của cuộc đời Duy. Không có kinh nghiệm trong tình yêu, lại gặp phải sự bạo dạn của bạn gái, chính Duy cũng không thể nào ngăn cản được cảm xúc của mình. Nhớ lại những tháng ngày còn mặn nồng bên nhau, khuôn mặt Duy chợt nở nụ cười tươi. Ngày đó, hai đứa dắt díu nhau sống chung, suốt ngày lo lắng bố mẹ của Thủy sẽ bắt gặp, cuộc sống lại vất vả vì chỉ có Duy làm công nhân nuôi cả hai người, nhưng hạnh phúc luôn ngập tràn. Kể từ khi bị bắt, không có tối nào Duy ngủ ngon giấc. Không phải vì trong tù không có đầy đủ giường chiếu, mà vì lo lắng cho cha mẹ cũng như nhớ người yêu. Bên cạnh đó Duy chia sẻ, mặc dù bị bắt một phần do gia đình Thủy, nhưng Duy không hề để lòng thù hận mà tình yêu vẫn nguyên vẹn dành cho Thủy. Đối với Duy, mối tình đầu tuy đầy cay đắng, phải đánh đổi cả những ngày tuổi xuân trong lao tù, nhưng theo Duy, đó là tại mình không hiểu biết pháp luật, chứ tình cảm thì không hề có tội. Trước đây, nếu biết Thủy mới 15 tuổi và biết pháp luật quy định không được quan hệ đối với người chưa đến tuổi vị thành niên thì chắc chắn Duy sẽ không vượt quá giới hạn. Tuy nhiên, mọi chuyện đã xảy ra rồi, giờ hối hận thì mọi chuyện cũng không thể nào trở lại. Điều Duy mong nhất hiện giờ là sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật để nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường. Duy cho biết thêm, có lẽ rằng lúc ra tù, nếu Thủy vẫn còn yêu và gia đình cho phép thì chắc chắn Duy sẽ cưới Thủy về làm vợ. Và Duy mong rằng mình là tấm gương cho những bạn trẻ noi theo và hy vọng sẽ không có những người lầm lỗi giống như vậy. Thưa quý vị, mỗi người mỗi cuộc đời, không ai được lựa chọn số phận của mình. Như chàng trai trong câu chuyện trên cũng vậy, những thứ là đầu tiên, là duy nhất, là mãi mãi. Tức là không có điều gì thay thế được, nhưng mối tình đầu tiên, kỷ niệm đầu tiên, cũng là người khiến cậu ấy phải rớt nước mắt vì tuyệt vọng và cả những hy vọng mà ngay từ ban đầu, chính cậu ấy không hề tự lựa chọn được. Đây là một trong những vấn đề nhức nhối của các bạn trẻ hiện nay. Dậy thì sớm, yêu sớm nhưng chưa nắm bắt được pháp luật, vì vậy mà đã xảy ra những điều không ai mong muốn. Đây cũng là điều cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh phải chú ý đến các con của mình, nhất là trong những giai đoạn dậy thì, vì các con rất dễ bị dụ dỗ và vướng vào vòng lao lý, sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sau này. Các bạn có cảm nhận gì về câu chuyện trên? Hãy để lại bình luận phía bên dưới cho chúng tôi cùng được biết nhé. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết rồi. Đừng quên like, subscribe kênh để tôi được gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.